Các có vợ con vẫn cuồng tình truy sát bạn gái, quyết liệt níu kéo tình cảm. Ông cua tốc độ cao, một người phụ nữ đi xe máy ở Gia Lai tử vong tại chỗ. Nguyên nhân vụ ô tô lao vào quán làm tóc ở Bắc Giang khiến một người tử vong. Xin chào quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube báo Lao động để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong 24 giờ qua. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Mới đây, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên tòa xét xử một vụ án mạng nghiêm trọng. Do níu kéo tình cảm bất thành, một đối tượng đã cầm dao xông vào nhà sát hại bố của bạn gái, sau đó truy sát người yêu nhưng bất thành. Ngày 8 tháng 1, tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Trần Văn Nhân, 39 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, 12 năm tù về tội giết người. Cáo trạng cho thấy Nhân đã có vợ và hai con ở quê. Khoảng tháng 7 năm 2020, nhân có quan hệ yêu đương với Thu, tên bị hại đã được thay đổi. Một thời gian sau, nhân và Thu phát sinh mâu thuẫn, nên chị này muốn chia tay. Tối ngày 8 tháng 4 năm 2023, nhân nhắn tin cho Thu níu kéo tình cảm nhưng bất thành, nên nhân đe dọa sẽ sát hại cả gia đình nhà bạn gái. Khoảng 20 giờ cùng ngày, nhân mang theo dao, đi xe từ Quảng Ngãi đến nhà Thu, tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Đến thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, Nhân dừng lại đổ xăng và lấy điện thoại nhắn tin cho Thu với nội dung đe dọa. Ba mẹ em và em phải chết. Đến gần nhà Thu, Nhân gọi điện thoại cho bạn gái nhưng chị này không nghe máy nên Nhân cầm dao trèo qua hàng rào đi vào nhà và gặp cha ruột của Thu. Thấy vậy, Nhân dùng dao tấn công nạn nhân khiến người này bị thương tích 8%. Nhân tiếp tục cầm dao đạp vào cửa phòng ngủ của Thu để tìm người yêu nhưng không thấy. Ngay nạn nhân chạy ra ngoài truy hô, Nhân cầm dao tẩu thoát. Khi đến cầu Thuận Phước nhân vứt dao xuống sông rồi đến quán karaoke tại quận ngũ hành sơn thuê phòng hát do không có tiền nhân để lại xe máy cho chủ quán và mượn 2 triệu đồng đón xe ra bắc khi đến địa phận quảng bình nhân đón xe quay lại đà nẵng thì bị bắt viện kiểm sát cáo buộc hành vi của nhân thể hiện tính côn đồ muốn tước đoạt mạng sống của người khác việc nạn nhân chống cự chạy thoát và không nguy hiểm đến tính mạng là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo Mới đây, Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết Đơn vị đang tiếp nhận thông tin điều tra nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn khiến một người phụ nữ tử vong. Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 1, trên địa bàn xã Ianan, huyện Đức Cơ, xảy ra vụ tai nạn giao thông. Theo đó, vào thời điểm trên, chị Ca Hát, sinh năm 2004, trú tại thôn Móc Đen 1, xã Iazom, huyện Đức Cơ, điều khiển xe máy biển số 81U1-34296, lưu thông trên đường liên thôn theo hướng từ xã Ianan đi xã Iazom. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Ia Chía, xã Ia Nan, chị Hát bị mất lái rồi lao xuống mương nước bên cạnh. Hậu quả, chị Hát tử vong tại chỗ. Nguyên nhân ban đầu được cho là chị Hát ôm cua không hết, xe chạy tốc độ cao dẫn đến mất lái, tai nạn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ngày 8 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang cho biết đã xác định nguyên nhân vụ xe tải lao vào một quán làm tóc khiến 4 người thương vong xảy ra tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên. Theo công an, nguyên nhân sơ bộ do người điều khiển xe máy không làm chủ được tay lái, tự ngã, lấn sang phần đường của xe ô tô. Tài xế điều khiển xe ô tô vì tránh phải va chạm với xe máy nên đã đánh lái sang phải dẫn đến lao vào một quán làm tóc bên đường. Qua kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế ô tô, công an cho biết tài xế ô tô không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Trước đó như đã thông tin, khoảng 13 giờ 45 phút ngày 7 tháng 1, tại đường liên xã Việt Lập Liên Trung, thuộc địa phận thôn Đông Am Vàng, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe ô tô mang biển kiểm soát 90C-026XX do tài xế Trần Văn Mở sinh năm 1980, trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang điều khiển. Với xe máy đi ngược chiều còn lại là do anh Đồng Văn C, sinh năm 1992, trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên điều khiển. Nhận có quan hệ để bao luật với cảnh sát giao thông. Mới đây, ba thành viên nhóm team GTVM26 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều ngày 8 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ba đối tượng gồm Vũ Thái Sơn, Nguyễn Văn Thường và Vì Văn Lâm là thành viên của nhóm team GTVM26 về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, nhóm team GTVM26 được lập và hoạt động với mục đích là đăng bài chặt chẽ, tuân thủ pháp luật, không gây phản cảm. Quá trình hoạt động, nhóm này đã góp phần đưa một số hình ảnh đẹp trong tham gia giao thông, chấp hành, tuyên truyền luật giao thông đường bộ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Tuy nhiên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La phát hiện, ba đối tượng gồm Sơn Thường và Lâm cùng một số người khác lợi dụng là thành viên của nhóm đi quay video, chụp ảnh hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự công an Sơn La nhằm gây nhũng nhiễu, can thiệp trái pháp luật vào việc thực thi nhiệm vụ. Các đối tượng đã gây ảnh hưởng để xin thay đổi hình thức xử lý cho người vi phạm như xin xe, xin giảm nhẹ mức phạt, xin không bị xử lý vi phạm để hưởng lợi từ người vi phạm. Các đối tượng còn đưa ra thông tin gian dối như có nhiều mối quan hệ, quen biết với lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an Sơn La, có khả năng làm luật, bao luật để đổi lấy tiền của một số chủ phương tiện, người lái xe căn cứ đơn tố giác của công dân và tài liệu sang minh thu thập, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thái Sơn, sinh năm 1982, trú tại thành phố Sơn La, là giảng viên của trường đại học Tây Bắc. Nguyễn Văn Thường, sinh năm 2003, trú tại huyện Mộc Châu và Vì Văn Lâm, sinh năm 2002, trú tại xã Triển Cang, huyện Sông Mã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình bắt giữ, khám xét các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã phát hiện thu giữ của ba đối tượng gồm 6 điện thoại di động, một con xe 4 chỗ mua từ tiền chiếm đoạt của các bị hại, hai máy tính sách tay và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Trong phần tiếp theo chương trình là những tin tức xã hội đáng chú ý sau đây. Sau vụ tàu cá bị bom xăng, Cà Mau chỉ đạo tăng cường an ninh trên biển. Hẻ lộ loạt biển số ngũ quý siêu khủng sẽ có phiên đấu giá vào ngày 11-12 tháng 1. liên quan đến vụ việc, nhiều tàu cá bị tấn công bằng bom xăng gây cháy chìm tàu. Mới đây, ủy ban nhân dân tỉnh Cá Mau đã có văn bản đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các huyện ven biển triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên các ngư trường. Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây tình trạng tranh chấp ngư trường để khai thác thủy sản trên vùng biển của tỉnh có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng của ngư dân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Trước tình trạng này, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau yêu cầu bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với công an tỉnh sở nông nghiệp và phát triển nông thôn ủy ban nhân dân các huyện ven biển và các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vụ việc tranh chấp ngư trường xử lý nghiêm theo quy định để người dân yên tâm bám biển đồng thời nắm chắc tình hình thường xuyên tuần tra kiểm soát lưu động trên địa bàn vùng biển quản lý để kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý hiệu quả các vụ tranh chấp ngư trường không để bị động bất ngờ tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật, cường quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không đảm bảo đầy đủ thủ tục, giấy tờ, trang thiết bị đảm bảo an toàn theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh công tác thanh tra các hoạt động khai thác thủy sản trên biển, nhất là các khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng tranh chấp ngư trường, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, có phần đảm bảo an ninh trật tự trên vùng biển của mình. Mới đây, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA đã công bố danh sách 14.000 biển số xe ô tô đẹp được dự kiến đấu giá trong các ngày từ 11 đến ngày 12 tháng 1 năm 2024. Đặc biệt, trong danh sách lần này xuất hiện hàng loạt các biển số ngũ quý siêu khủng của khắp các tỉnh thành trên cả nước. Mới đây, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam VPA đã công bố danh sách 14.000 biển số xe ô tô đẹp được dự kiến đấu giá trong các ngày từ 11 tới 12 tháng 1 năm 2024. Mỗi khung giờ đấu giá kéo dài 30 phút, người trả giá cao nhất sẽ sở hữu biển số của cuộc đấu giá đó. Đặc biệt, trong danh sách lần này xuất hiện hàng loạt các biển số siêu khủng của khắp các tỉnh thành trên cả nước như 30K, 77777, 77, 27A, 11111, 111, 30K, 89888, 30K, 99222, 15K, 22233. Đây đều là những biển số được nhiều người chơi biển số trên cả nước săn đón và có mức giá ước tính lên tới cả tỷ đồng. Theo quy định, Người trúng đấu giá biển số ô tô phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả. Số tiền này được trừ số tiền đặt trước và không bao gồm lệ phí đăng ký xe. Với mỗi một biển số, người tham gia đấu giá sẽ phải nộp 40 triệu đồng tiền đặt trước và 100.000 đồng tiền hồ sơ tham gia đấu giá. Cuối bản tin là một số cập nhật về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn cho biết, ngày mùng 9 tháng 1, nhiều nơi tại khu vực Bắc Bộ sẽ có mây, một số nơi có mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác. Tương tự tại các tỉnh Nam Bộ sẽ có mây vào sáng sớm. Tuy nhiên, đến trưa trời hưởng nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Sau đây là dự báo chi tiết. Tin tức thời tiết ngày 9 tháng 1 tại Tây Bắc Bộ Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày 9 tháng 1 sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 14 đến 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 28 độ. Tin tức thời tiết Đông Bắc Bộ ngày 9 tháng 1 Dự báo Đông Bắc Bộ ngày 9 tháng 1 sẽ có nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều giảm mây hứng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 27 độ. Thời tiết ngày 9 tháng 1, khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế. Dự báo Bắc Trung Bộ ngày 9 tháng 1 sẽ có nhiều mây. Phía Bắc có mưa vài nơi, sang sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, chiều giảm mây hừng nắng. Phía Nam có mưa rào vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Dự báo thời tiết ngày 9 tháng 1 từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Dự báo đêm nay và ngày 9 tháng 1 tại Nam Trung Bộ sẽ có nhiều mây, có mưa rào vài nơi ở phía Bắc. Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 25 đến 28 độ. Phía Nam từ 29 đến 31 độ. Dự báo thời tiết ngày 9 tháng 1 ở Tây Nguyên. Tại khu vực Tây Nguyên, dự báo thời tiết ngày 9 tháng 1 sẽ có mây, Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tin tức thời tiết Nam Bộ ngày mùng 9 tháng 1. Dự báo thời tiết thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Nam Bộ khác ngày mùng 9 tháng 1 sẽ có mây. Đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ có nơi trên 34 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.